Thưa quý vị, trong ngày làm việc ngày hôm nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật dữ liệu và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Qua rà soát, hiện nay có 69 luật quy định về cơ sở dữ liệu, do đó cần ban hành luật dữ liệu để đồng bộ thống nhất hệ thống pháp luật là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh đất nước đang thực hiện cuộc cách mạng số. Liên quan đến nội dung Quỹ Phát triển Dữ liệu Quốc gia, nhiều ý kiến tán thành việc xây dựng quỹ này, bởi đây là quỹ tài chính ngoài ngân sách và được huy động từ nguồn tiền của các tổ chức cá nhân để phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số nói chung, trong đó có việc phát triển dữ liệu. Nếu làm tốt và quản lý chặt chẽ, sẽ phù hợp với các quy định chung về luật ngân sách. Chúng tôi thấy là trong cái quỹ này thì có rất nhiều cái đối tượng hỗ trợ và các lĩnh vực hỗ trợ, kể cả như là trong trường hợp là hỗ trợ cái chuyển đổi số cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi thấy là rất là tốt, bởi vì là đối với các lĩnh vực ở đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng miền như thế, có thể nói hiện nay chuyển đổi số gặp rất nhiều khó khăn, thì chúng tôi rất là tán thành có cái quỹ này. Về việc xây dựng phát triển trung tâm dữ liệu quốc gia, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Đoàn Thị Thanh Mai cho rằng, theo quy định của luật tổ chức chính phủ thì việc thành lập trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc thẩm quyền của chính phủ. Do đó, để bảo đảm phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội và bảo đảm tính ổn định của luật thì cần làm rõ mối quan hệ giữa trung tâm dữ liệu với hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trong việc quản lý, chia sẻ. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định tại chương 4 của dự thảo luật theo hướng là chỉ quy định khái quát như một số các nội dung mang tính nguyên tắc về xây dựng phát triển trung tâm, đồng thời thì cần tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ giữa trung tâm với các cơ quan quản lý dữ liệu này, hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trong việc quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu để đảm bảo thông suốt, hiệu quả, an toàn. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Xã hội rồi giám sát. Kính thưa chủ tọa. Sau một tuần diễn ra sôi nổi, Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 14 đã bế mạc vào tối qua tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dự lễ bế mạc có các đồng chí Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, trưởng ban tổ chức Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 14, cùng sự hiện diện của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương và các địa phương, hội đồng giám khảo và các đoàn có tác phẩm dự thi liên hoan. Tham gia Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 14 năm 2024, có hơn 70 đơn vị thuộc công an các đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Gần 800 tác phẩm dự thi tại 7 hạng mục với hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, ấn tượng và chuyên nghiệp, tiếp cận được cách thể hiện của truyền thông hiện đại. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, trưởng ban tổ chức Liên hoan khẳng định, Liên hoan năm nay có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu thế về truyền thông hiện đại, đáp ứng với yêu cầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề chuyển đổi, sáng tạo, bứt phá, phát huy kết quả đạt được của 13 kỳ liên hoan trước và ngày càng chuyên nghiệp hơn, với nhiều đổi mới, sáng tạo, kể cả nội dung và hình thức, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Các tác phẩm dự thi phản ánh chân thực cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, những chiến công, những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an trên từng lĩnh vực công tác đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đồng thời cũng thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng của những người làm báo, phát thanh, truyền hình Công an Nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Theo ban tổ chức, chất lượng các tác phẩm khá đồng đều, được đầu tư công phu, sáng tạo, có chiều sâu. Hình thức thể hiện trong các tác phẩm phong phú, sáng tạo, ấn tượng, chuyên nghiệp và đã tiếp cận được cách thể hiện của truyền thông hiện đại. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm khách quan, ban giám khảo đã lựa chọn ra 43 giải vàng, 84 giải bạc, 127 giải đồng và 156 bằng khen cho các tác phẩm và tác giả xuất sắc, xứng đáng được vinh danh tại lễ bế mạc và trao giải đêm nay. Có thể nói rằng là giải thưởng về hạng mục MC phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình tại Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân bất kỳ một thời điểm nào, khoảnh khắc nào thì cũng là một cái thời điểm, một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa. Có thể nói rằng là đây là một trong những cái kỷ niệm mà tôi cho rằng sẽ đi đến với mình hết trong cái quá trình làm nghề ngày hôm nay, ngày mai và cả tương lai nữa. Đến với liên hoan lần này thì mặc dù đã có sự chuẩn bị rất là kỹ, nhưng mà khi đến với cả cái số lượng 760 tác phẩm tham dự liên hoan, và đặc biệt nữa là cái sự chuẩn bị, sự tổ chức hết sức công phu, bài bản và trách nhiệm của ban tổ chức, thì Đoàn Công an Hà Nội chúng tôi cảm thấy mình rất là vinh dự khi được tham gia một liên hoan này, đồng thời có cơ hội được học hỏi, trao dồi thêm rất nhiều kiến thức trong quá trình làm nghề. Thông qua cái tập huấn, thông qua liên hoan thì chúng tôi về sẽ có rất nhiều những cái kinh nghiệm và chắc chắn cũng sẽ làm tốt hơn cái mảng video trên nền tảng số để tiếp cận, để người dân Hà Nội có thể tiếp cận nhiều hơn những cái thông tin trong tác đảm bảo an ninh trật tự ở thủ đô. Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 14 năm 2024 khép lại với những dấu ấn đẹp về người chiến sĩ công an, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lan tỏa hình ảnh Công an Nhân dân với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 vừa tổ chức lễ ra quân hoạt động thực tế cho học viên khóa K60S tại huyện Lý Nhân. Trong 3 tuần hoạt động thực tế tại địa phương, 300 học viên khóa K60S, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 sẽ thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân địa phương các xã Nhân Mỹ, Phú Phúc, huyện Lý Nhân để nắm tâm tư, nguyện vọng và thực tế đời sống của người dân, làm tốt công tác dân vận, thực hiện tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cứu hộ, cứu nạn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đây là cơ hội giúp các học viên củng cố nhận thức, có điều kiện gắn bó với nhân dân, tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần tạo mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường với chính quyền, công an địa phương, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ công an đối với nhân dân. Thưa quý vị, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, việc xây dựng lực lượng công an nhân dân được tiến hành từ cấp cơ sở với việc đầu tư cho công an cấp xã. Và nội dung này sẽ được đề cập đến trong phần trình bày ngay sau đây của biên tập viên Thu Hương. Thưa quý vị, giữa tháng 10 vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được đặt ra theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua quá trình thực hiện, nhiều mục tiêu cơ bản bảo đảm theo đúng lộ trình, trong đó có những mục tiêu khó, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền đề ra. Đặc biệt, đội ngũ công an xã, thị trấn được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng, từ đó đã phát huy được vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh từ sớm từ xa. Điều này lại càng có ý nghĩa hơn tại các địa bàn vùng cao biên giới như tỉnh Hà Giang. Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân, Khổng Văn Thông đến công tác tại xã Hố Quáng Phìn, một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang với gần 65% là hộ nghèo. Số dân khoảng 3.500 người, trong đó 96% là đồng bào dân tộc Mông. Nằm ở địa bàn biên giới, tình hình an ninh trật tự còn nhiều phức tạp. Nhưng vượt qua những khó khăn ban đầu, dần dần chiến sĩ công an này đã trở thành người con, người em của bà con ở đây. Còn có rất nhiều khó khăn, bởi vì đây là một địa bàn rất là phức tạp và có nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Tuy nhiên thì tôi cũng đã cố gắng để khắc phục những cái khó khăn đó. Chẳng hạn như là thứ nhất là những khó khăn về văn hóa vùng miền, cũng như là về những đặc thù địa bàn là mình chưa biết. Tôi học hỏi từng chút một. Khi đã khoác trên mình bộ quân phục công an nhân dân thì tôi xác định là sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân cần đến. Với những kiến thức mà tôi đã học ở trường cũng như là thực tế công tác tại địa bàn thì tôi đã góp phần một phần sức lực của mình vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, cũng như là góp phần bảo vệ an ninh của Tổ quốc. Thượng úy Thông là một trong số những cử nhân tốt nghiệp từ các trường công an nhân dân đến công tác tại các xã biên giới, theo chủ trương tăng cường cán bộ có trình độ cao cho công an cơ sở của tỉnh Hà Giang. Đồng thời, cán bộ công an cơ sở cũng được tham gia các khóa đào tạo, các lớp bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Qua các lớp tập huấn và các lớp nâng cao về trình độ nghiệp vụ về công tác điều tra thì cơ bản thì công an xã cũng đã nắm được các quy trình lực lượng công an xã sẽ có điều kiện để tiếp cận gần hơn với các quy trình cũng như các thủ tục, các bước trong công tác điều tra cũng như là về công tác tố tụng. Thì cái này tôi thấy là rất là hợp lý và cũng ngày càng nâng cao khả năng năng lực công tác của công an ở cơ sở. Từ chủ trương đúng và trúng đã dần phát huy được hiệu quả. Công an xã đã chủ động phối hợp với các lực lượng tại địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban hành các nghị quyết, kế hoạch và đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo sự chuyển biến về an ninh trật tự trên địa bàn. Tức là từ khi mà có các công an chính quy vào hoạt động trên địa bàn thì các nhiệm vụ chính trị đã được thực hiện rất tốt, đặc biệt nhất là giải quyết các thủ tục hành chính liên quan người dân là nó được kịp thời hơn, và nhất là lực lượng trẻ được đào tạo bài bản và vào cơ sở thì giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn cũng được kịp thời, thông nhập sâu về các thôn xóm để nắm được tư tưởng trong nhân dân, cũng như là nắm bắt kịp thời về các tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn để xử lý kịp thời khi có những tình huống xảy ra trên địa bàn, để tham mưu cũng như là trực tiếp là đề xuất tham mưu với các ủy chính quyền để tập trung lấy chỉ đạo nó tốt hơn. Thưa quý vị, xây dựng công an cấp xã là một chủ trương lớn, xuyên suốt, mang tính chiến lược của Bộ Công an nhằm tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ đầu, ngay tại cơ sở, qua đó đem lại hiệu quả tích cực, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Việc tăng cường chất lượng cán bộ cho công an cơ sở đang được Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai và xác định là nền tảng quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng công an theo tinh thần nghị quyết số 12. Tính đến nay, tỉnh Hà Giang đã bố trí khoảng 1.000 cán bộ công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại 188 địa bàn cơ sở. Cùng với đó, Bộ Công an điều động công an chính quy về công tác tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, nhằm góp phần tăng cường, bổ sung lực lượng cho công an ở đây. Năm 2017, thì Công an tỉnh Hà Giang được Bộ quan tâm điều các khóa học viên chính quy ở các địa phương khác về với Hà Giang. Và trong quá trình mà các đồng chí tiếp cận và đến thời điểm hiện tại, có thể nói là đây là một nguồn cán bộ rất là quý, học chính quy, và các đồng chí có trình độ rất là chắc và cũng đến với địa bàn giúp đỡ địa bàn rất là nhiều. Vì thực tế là nguồn cán bộ là người địa phương để đỗ vào các trường đại học, nhất là vào Đại học Công an thì tỷ lệ rất là thấp. Chúng tôi cũng đã đưa vào nghị quyết rồi để làm sao là phát triển nguồn nhân lực là người địa phương để đáp ứng yêu cầu là quan trọng nhất. Xây dựng lực lượng công an các cấp có nghĩa là để nâng cao chất lượng cho công an xã thì công an cấp huyện với vai trò là đơn vị kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, triển khai thực hiện đối với công an cấp xã cũng phải không ngừng nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn. Tất cả các đồng chí công an chính quy là đều được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về lực lượng công an xã cũng như là các lĩnh vực về công tác chuyên môn đối với địa bàn đặc thù là vùng biên giới, là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì cũng tập trung và chỉ đạo cho các đồng chí công an chính quy sẽ tự học tập nâng cao trình độ về tiếng đồng bào dân tộc. Để lực lượng công an huyện cũng phải có những trình độ năng lực tương xứng và có thể nhận diện được và chỉ ra được những nội dung nhiệm vụ trong thời gian tới mà lực lượng công an cấp cơ sở cần phải tập trung triển khai thực hiện. Qua đó cũng phải có sự sát sao trong việc kiểm tra hướng dẫn để kịp thời phòng ngừa những sai phạm có thể xảy ra của cán bộ chiến sĩ. Tỉnh Hà Giang có gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi nguồn cán bộ công an là người dân tộc thiểu số ở đây hiện đang rất thiếu. Vì vậy, cùng với tăng cường cán bộ có trình độ chuyên môn cao, thì việc bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng và là người địa phương được Công an tỉnh Hà Giang xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thì Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh rất là quan tâm, chú trọng đến việc mà đảm bảo nguồn nhân lực để thực hiện. Và với tinh thần đó thì trong hơn 2 năm vừa rồi thì Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt với các cái nội dung. Thứ nhất là đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng cái đề án thành phần để làm sao triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Nhất là các cái đề án liên quan đến việc là xây dựng đội ngũ công an các cấp. Nâng cao chất lượng công an cấp xã không chỉ góp phần xây dựng lực lượng công an Hà Giang theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị mà còn phát huy được vai trò nòng cốt, tiên phong của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự nơi phên dậu của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, ở Hải Phòng có một biểu tượng mang tên hạt giống đỏ. Đó là những từ đầy ý nghĩa để nói về một thế hệ học sinh đặc biệt và duy nhất được Đảng và Nhà nước Việt Nam đào tạo, chăm lo cho tương lai của miền Nam trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Đối với hơn 1 vạn học sinh miền Nam được cưu mang ở đất Cảng khi đó, Hải Phòng là mảnh đất thân thương, là nơi ghi dấu những kỷ niệm, những ký ức không bao giờ phai. Hơn 3,2 vạn học sinh miền Nam được nuôi dạy trên đất Bắc. Gần một nửa trong số này đã có quãng thời gian dài gắn bó với thành phố Hoa Phượng Đỏ. Nhớ lại thời ấu thơ ở đất Bắc, có lẽ điều họ trân quý nhất chính là tình cảm của các thầy cô giáo, trong đó có thầy Thái. Tôi đi với học sinh Nam nó nhiều chặng đường lắm. Thứ nhất là bắt đầu là dạy ở cái trường 21 Cầu Rào Hải Phòng, toàn con trai thôi. Sau đó bắt đầu tôi về trường 11, cũng ở Kiên An, Hải Phòng. Nhưng sau đó có chiến tranh. Khi mà cái trường 21 giải tán ấy, thì tôi về cái trường 11 ở Kiên An. Có lệnh của Trung ương Đảng, của Bác Hồ, thầy và trò là phải đi sơ tán để đảm bảo an toàn cho những hạt giống đỏ miền Nam. Miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai. Chúa ơi Chúa, bao giờ cho em hái dừa, hái dại đào khoai, sang Đông Đức tặng vàng của em. Nhà kèn, chốn thân thương trong ký ức của những học sinh miền Nam ở Hải Phòng. Những buổi sinh hoạt văn nghệ mỗi cuối tuần, những bài hát, những câu chuyện, những sợi dây vô hình gắn kết những đứa trẻ từ miền Nam xa xôi với các thầy giáo, cô giáo, những người cha, người mẹ thứ hai của họ trên đất Bắc. Cũng nhiều thầy chúng tôi cũng thân thiết lắm, coi như người gia đình. Đấy, có những thầy chúng tôi cũng đến chơi luôn, đến chơi, coi như người gia đình. Khi mà thầy đi công tác ở nơi khác rồi, chúng tôi vẫn dành những thời gian thầy trò vẫn gặp nhau, coi nhau như anh em, như là bây giờ già rồi thì coi như là cha con thôi. Đấy, rất là quý nhau lắm, quý nhau cái tình cảm không ở đâu có được như thế. Thầy và trò đều đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng với họ nhắc đến Hải Phòng là chạm đến tuổi thơ, chạm vào nỗi niềm sâu thẳm của mỗi học sinh miền Nam. Biểu tượng hạt giống đỏ được đặt ở trung tâm thành phố, nhắc nhớ họ niềm tri ân sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ, đối với đồng bào miền Bắc, nhân dân Hải Phòng đã nuôi dưỡng, bảo bọc trong những năm gian khó. Cái hạt giống đỏ là tượng trưng cho học sinh miền Nam đang học Hải Phòng. 1,5 vạn học sinh đang học tại Hải Phòng. Thế còn hai cái tay thì là tượng trưng cho cấp ủy đảng của thành phố Hải Phòng là thành ủy, và cái tay bên đây thấp hơn một tí đấy là chính quyền, là hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, là chính quyền của Hải Phòng. Thì cái tảng đá đã tượng trưng cho cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, và tất cả cái này được trên một cái thảm cỏ xanh là nhân dân Hải Phòng. Nó là ấp ủ cái tình yêu thương, nó thể hiện cái tình yêu thương của lãnh đạo và nhân dân Hải Phòng đối với 1,6 vạn học sinh miền Nam ăn học tại Hải Phòng, và bây giờ đều trưởng thành hết rồi. Hôm rồi tôi về Hải Phòng là đến thăm cái hạt giống đỏ, làm cái biểu tượng đặt ở Hải Phòng, là nó thể hiện cái bàn tay úp thế này, coi như che chở nha. Là cái hạt giống nằm trong là học sinh miền Nam đó, che chở, bảo bọc, nuôi dưỡng cho đến trưởng thành. Cho nên hôm rồi về đến thăm thành ủy, bí thư gặp, rồi về thăm trường cũ. Thành phố, mọi người ở đảng bộ và nhân dân Hải Phòng giúp đỡ rất là nhiều. Và đến khi chúng tôi đã trưởng thành rồi thì lại ghi lại những cái kỷ niệm bằng những cái hạt giống đỏ. Đấy, là cũng rất nhiều công phu đấy. Cái hạt giống đỏ đấy là cũng rất nhiều công phu mới có được cái biểu tượng đấy. Để mỗi khi như những kỷ niệm như thế này, 60 năm rồi 70 năm, thì chúng tôi nhớ lại những cái hình ảnh đấy. Hải Phòng bừng sáng lên với bao công trình nguy nga, với những cây cầu vượt biển vươn xa. Hải Phòng đâu phải quê hương mà sao ta nhớ, ta thương Hải Phòng. Lời ca được viết nên từ trái tim của một cựu học sinh miền Nam, cũng là tình cảm sâu nặng của hơn 1,5 vạn học sinh miền Nam được thành phố Cảng ấp ôm nuôi dưỡng. Mảnh đất ấy với họ đã luôn là quê hương thứ hai, nhân ái, nghĩa tình.